106, thư gửi y sĩ Mã Tinh Tiểu. Đức Phật là Đại Y Vương, trị khắp các bệnh nơi thân và tâm của chúng sanh. Y sĩ trong thế gian chỉ trị được cái thân, dẫu cho y thuật cao siêu, xét đến kết quả thì chọn chẳng có ích gì cho thần thức của người bệnh ấy. Ông đã quy y Tam Bảo Pháp Bồ Đề Tâm, trị bệnh cho người, thì trong lúc trị thân bệnh, hãy nên kèm vào cách trị tâm bệnh. Vì sao nói vậy? Phạm những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm phần lớn là do sát nghiệp trong đời trước hay trong đời này tạo thành. Nhưng người có bệnh ắt phải đoạn tuyệt, chuyện ăn nằm mới chóng lành bệnh. Muốn giảm sát nghiệp trong đời trước hay trong đời hiện tại, phải kiêng giết, ăn chay, lại còn phải chí thành, niệm Phật và niệm Quán Âm, ắt bệnh sẽ mau được lành, vừa phun bồi đức vừa gieo thiện căn. Nếu là bệnh do oán nghiệp, thì ngoại trừ cách này ra, chắc chắn có thể lành bệnh. Người ấy và cha mẹ vợ con trong nhà do tâm gấp rút mong được lành bệnh, chưa chắc không chịu hành theo. Nếu chịu hành theo, sẽ gieo được thiện căn xuất thế. Từ đây sanh tâm chánh tín, sau này biết đâu do đây sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thì đối với người ấy, đối với ông đều có lợi ích lớn lao. Đối với chuyện đoạn dục, hãy nên coi đó là cách trọng yếu bậc nhất để trị bệnh. Bất luận nội chứng hay ngoại chứng, bệnh chưa được lành lặn vẹn mười, muôn vàn chớ nên dính đến chuyện ăn nằm. Hễ nhiễm vào chuyện ăn nằm, bệnh nhẹ sẽ thành nặng, bệnh nặng có thể bị chết ngay, hoặc chẳng chết liền nhưng đã trở thành cái nhân ắt phải chết. Muốn chẳng bị chết cũng thật khó khăn lắm. Dẫu cho không chết, chắc là trở thành kẻ bấy bớt tàn phế, chắc chắn có thể giữ được sức khỏe. Chẳng biết là do chính mình chẳng khéo dưỡng sức, lại đổ hô y sĩ chẳng có bản lãnh thật sự. Bất luận nam hay nữ, đối với gái trinh và bà quá thì chẳng nên nói, còn những người khác thì không ngại gì. Đều nên thẳng thừng đành gọn nói rõ chuyện lợi hại, để bệnh họ dễ được lành, nhờ đấy cái danh của ông cũng được rạng rỡ. Thường là y sĩ chỉ biết trị bệnh, chẳng nói đến chuyện kiêng kỵ cho căn bệnh, huống là chịu dạy người ta sửa lỗi hướng thiện, để vun đức tích phước ư, đấy chính là tâm hạnh của kẻ bán hàng rong, chỉ mong cầu lợi ngoài đường ngoài chợ, chứ không phải là tâm hạnh cứu vớt người, khiến cho cõi đời đều được sống lâu, huống hồ là có thể khiến cho người ta do bệnh tật sẽ được vô thượng lợi ích, sống thì dựa vào bậc thánh hiền, mất đi trở về cõi cực lạc ư. Cổ nhân nói, bất vì lương tướng, tất vì lương y, chẳng làm vị tể tướng giỏi thì làm thầy thuốc giỏi, do vậy gọi vị y sĩ là đại quốc thủ. Trong thế gian, y sĩ danh phận đã cao tột bậc, nếu kiêm dùng Phật pháp, nhờ vào đó để độ chúng sanh hành Bồ Tát đạo, thật là nghiệp quan trọng nhất trong hết thảy các nghiệp. Do con người trong khi bệnh hoạn, được nghe một y sĩ chẳng chuyên cầu lợi, có chí mong lợi người, pháp Bồ Đề Tâm bảo ban, ắt có thể khiến cho bệnh được lành, thì tự mình chẳng thể sanh lòng chánh tín hành theo ư. Muốn gây lòng tin nơi người khác, chớ nên tính toán bệnh nhân sẽ tạ lễ nhiều hay ít rồi sanh phân biệt. Nếu với kẻ giàu bèn tích cực chữa trị, với người nghèo chỉ đãi bôi cho xong chuyện, lâu ngày người ta sẽ vì y sĩ hám lợi mà khinh thường, dẫu có nói những câu lợi ích kẻ khác, người ta cũng chẳng tin theo. Lại hãy nên gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, và nhân quả báo ứng thấu suốt ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Có thể nói được với ai thì chẳng ngại gì hữu ý và như vô ý nhàn đàm, khiến cho người nghe dần dần mở mang tâm địa, biết sanh tử luân hồi đáng sợ, may là có pháp để liễu sanh thoát tử. Người làm được như vậy thì thật sự có thể gọi là dùng pháp thế gian để hành Phật pháp, dùng trị bệnh nơi thân để chữa bệnh nơi tâm. Này hiện đang là tình thế hoạn nạn thiên tai, nhân họa thường xuyên giáng xuống, bất luận gặp phải những tai ương hoạn nạn như nước lửa đau binh đói kém ôn dịch, sâu dày châu chấu hạn hán lụt lội, oán gia đối đầu vân vân, chỉ chịu chí thành khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Hơn nữa, nữ nhân khi sanh nở niệm Quán Thế Âm chắc chắn sẽ an nhiên sanh nở không bị đau khổ, dù đã lâu chưa sanh được, sắp chết nếu chịu niệm thì sẽ lập tức sanh được, phải niệm ra tiếng, chớ nên niệm thầm trong tâm, do lúc ấy cần phải dùng sức để tống đứa con ra, nếu niệm thầm ắt sẽ bị tổn thương thành bệnh. Những người săn sóc xung quanh cũng niệm thay cho người ấy, những người trong nhà không ở trong phòng sanh cũng nên niệm dùm, bất luận ở trong phòng sanh hay ở ngoài, hết niệm đều có lợi ích. Lúc bình thường khi ngủ nghỉ và khi áo mũ không chỉnh tề và chưa rửa ráy, giúp miệng tắm gội tiêu tiểu đến chỗ không sạch sẽ đều nên niệm thầm,
Niệm thầm công đức vẫn giống hệt như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng trong những lúc ấy, tại những nơi ấy không hợp nghi thức, chứ hoàn toàn chẳng phải là không thể niệm. Để người vô tri coi chuyện này là chuyện đáng sợ, dẫu bình thường là người có tín tâm cũng chẳng dám dạy người khác niệm, cho là loa lổ bất tịnh, hễ niệm thì sẽ bị tội. Chẳng biết lúc ấy liên quan đến tánh mạng của cả mẹ lẫn con, Bồ Tát chỉ chuyên chú độ sanh, lúc ấy chỉ dốc lòng thành, loa lổ bất tịnh chính là chuyện bất đắc dĩ, không thể so với chuyện cố ý không cung kính làm ra như vậy. Chịu niệm thì đứa con liền sanh, chẳng những không có tội lỗi mà còn làm cho cả mẹ lẫn con cùng gieo thiện căn. Điều này thầy hít được kinh Dược Sư, chứ không phải là quang bịa chuyện. Nếu lúc bình thường cần phải hết sức kiền thành thật sạch sẽ, chẳng thể dẫn lúc sanh nở ấy để làm lệ được. Kinh mạn bất kính là tội lỗi ngập trời, và những ai là người niệm Phật đều không biết chuyện này. Trước kia quang chẳng biết đến sự sai lầm trong tập tục, cho nên trong văn sao hoàn toàn chẳng nhắc tới. Về sau do hiểu sâu xa nên thường nói với hết thảy mọi người, những kẻ đi theo không một ai chẳng được hiệu nghiệm ngay. Đây là một đầu mối để lận người vậy. 107. Thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Hòa, hai lá thư, năm Dân Quốc 18-1929. 1. Do Huệ Hồng chuyển thư đến, biết ông sẵn có túc nhân, vừa nghe Phật Pháp liền sanh chánh tín. Nhưng người học Phật ắt phải dốc lòng giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận, giữ lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ lòng ham muốn sảng bậy của chính mình để khôi phục cái lễ, đừng làm các điều ác, vâng hành các điều lành, kiêng giết ăn chay, tín nguyện niệm Phật, dùng những điều này để tự hành, lại còn dạy người. Kẻ làm được như thế chắc chắn trong hiện đời có thể dự vào bậc thánh hiền, lâm chung lên thẳng cõi cực lạc. Này đặt pháp danh cho ông là Huệ Hòa, nghĩa là dùng trí huệ để điều hòa thân tâm, chẳng cho chấp lệch lạc vào các thứ kiến chấp, không hữu, tham sân si vân vân, lại còn dùng giới định huệ, tứ bi hỷ xả vân vân, hòa hợp, hòng làm căn cứ tự lợi lợi tha, ngõ hầu chẳng dẫm lên vết bọn cuồng đồ, tự phụ cao minh trong mấy lúc gần đây. Cùng mà cũng chẳng rớt vào bọn ngu phu, kém hèn, tự hiền phận. Hai, con người sống trong thế gian nguy hiểm muôn vẻ, một hơi thở ra không hít vào được, không biết sẽ lại có hình dạng như thế nào. Ông đã đầu thai vào loài người, may là tâm địa sáng suốt, một niệm hiếu thuận nhân từ khôi phục được bản thể, nếu như mê muội sẽ khó quay về. Phải biết đây vẫn còn là tin tức tốt lành nhất, nếu đầu thai vào dị loại thì càng nguy hiểm hơn. Do vậy biết rằng chúng sanh trong lục đạo đều không có giống nhau hay khác biệt, đều theo nghiệp thọ báo, không sanh ở chỗ nào nhất định. Ông đã trải qua nạn ấy, tầm hãy nên quyết định cầu sanh Tây Phương, võ hầu do cơn nguy hiểm này sẽ vĩnh viễn hưởng yên vui. Tịnh độ thập yếu, tịnh độ thánh hiển lục, triệt ngộ ngữ lục đã thỉnh được, lại còn các sách đã in gần đây, đóng thành 6 gói gửi đi, mong hãy xem xét thừa nhận. Chuyện ăn chay là do chẳng biết con người và súc vật luân hồi, sanh ra lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, lầm lẫn cho rằng con người nên ăn chúng nó. Chúng nó sanh ra là đẻ cho con người ăn, đến khi đầu thai vào loài ấy mới biết những suy tính trước kia là sai lầm. Ông đã trải qua một phen nguy hiểm ấy, cố nhiên hãy nên gắng sức tu học ăn chay. Nếu ở hàng quán, thời khó tự do ăn chay theo ý muốn, thì cũng nên sanh tâm bất nhẫn, sanh tâm độ thác, bớt ăn một chút thì tốt lắm. Nếu có thể tự do, hãy chớ nên ăn. Lại nữa, tu hành pháp môn tịnh độ đương nhiên chẳng phải ở chỗ xuất gia hay không. Ông trên có mẹ già, dưới có vợ con, nếu bỏ mặc không hỏi tới, tự cầu yên vui, thì đối với Phật Pháp lẫn thế Pháp đều mắc tội lớn, vì chẳng thể tận hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận. Dù có tu trì, công khó địch lại tội, huống gì chẳng thể tu trì ư. Quán kinh dạy rõ tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Cách tu này được chư Phật khen ngợi. Người tại gia tu hành hiện thời so với 40 năm trước kia đông đảo gấp mấy chục lần. Đâu có bao giờ nghe nói người tại gia chẳng tu hành tốt đẹp đâu. Ông chỉ y theo những điều đã nói trong các sách văn sao giang ngôn lục của tôi mà tu, chắc chắn sẽ có thể cùng với cha mẹ vợ con ông cùng được sống, thì làm bậc thánh hiền mất đi dựa vào liên trì hải hội mới biết lời tôi quyết chẳng dối gạt ông. 108. Thư trả lời cư sĩ Trạch Phạm, năm Dân Quốc 21-1932. Những người đàn bà niệm Phật ở vùng Giang Chiết thể đều là tiếp nhận lý lẽ vô lý của ngoại đạo, chỉ biết cung kính khiết tịnh, chẳng biết luận định theo sự việc, cho nên mới có cái thuyết mù quáng ấy gây hại trong thế gian, khiến cho người ta bị lầm lẫn chẳng cạn.
Trước kia quăng chẳng biết đến những thứ tả thuyết ấy, nên trong văn sao tuyệt chẳng nhắc đến. Sau này mới biết rõ tệ nạn ấy, nên thường nói với hết thảy mọi người, có ai khó sanh hãy y theo đó mà niệm, thì không một ai chẳng lập tức được an nhiên sanh nở. Người niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều khéo niệm, nhưng lúc ngủ nghỉ và khi mũ áo không chỉnh tề, tay chưa rửa, miệng chưa súc, cùng lúc tắm gội tiêu tiểu, đúng như khi đến chỗ ô uế, nếu nên niệm thầm trong tâm, chứ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm công đức vẫn chẳng giảm bớt, chứ niệm ra tiếng thì không hợp nghi thức. Nếu đàn bà gặp khi sanh nở, chỉ nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, do Quán Thế Âm Bồ Tát bi nguyện sâu nặng, chứ không phải là chẳng được niệm Phật, chỉ được niệm Quán Âm chứ có hiểu lầm. Do đức Quán Âm tâm cứu khổ sâu nặng, nhưng phải niệm ra tiếng rõ ràng, chọn chớ nên niệm thầm trong tâm. Niệm thầm trong tâm thì so ra sức yếu hơn, hiệu quả cảm thông cũng nhỏ. Hơn nữa lúc ấy phải dùng sức tống đứa con ra. Nếu đang dùng sức tống đứa con ra, lại niệm thầm sẽ bị tổn khí thành bệnh. Chính sản phụ tự niệm ra tiếng rõ ràng, những người trông nom trong phòng sanh cũng niệm ra tiếng rõ ràng, người nhà ở phòng khác cũng nên niệm cho sản phụ ấy. Chớ nên bảo lã lổ bất tịnh, nếu niệm sợ bị mắc tội lỗi. Phải biết lý cố nhiên có nhất định, nhưng sự biến đổi chứ không phải chỉ có một. Chỉ nên dựa theo sự để luận lý, đừng luận theo kiểu chấp lý hẹp hòi. Ví như con cái lỡ dại té vào hầm xí nước lửa, kêu cha mẹ đến cầu cứu. Để cầu cứu, cha mẹ nghe tiếng liền đến cứu ngay, chọn chẳng đến nỗi vì thân thể của chúng nó không sạch sẽ, áo mũ không chỉnh tề, mà chẳng chịu cứu vớt mà kệ cho chúng nó chết. Phẩm đức của Bồ Tát sâu xa hơn cha mẹ vô lượng vạn vạn lần. Khi chúng sanh bị khổ cầu cứu Ngài, Bồ Tát chỉ có ý niệm cứu khổ, chọn chẳng có ý niệm so đo hình dạng. Hơn nữa lúc ấy là lúc không làm sao khác được, chỉ thể chẳng thể biểu thị sự cung kính sạch sẽ, đành lã lổ bất tịnh. Nếu có thể cung kính sạch sẽ mà không làm, sẽ thành có tội. Nếu chẳng thể tỏ lộ vẻ cung kính, thì chỉ nên luận theo lòng thành quy hướng trong tâm, đừng bàn đến chuyện lễ mạng, nghi thức nơi hình tướng. Bồ Tát không khổ nào chẳng cứu, không nạn nào chẳng cứu, lẽ đâu lại bỏ rơi sản phụ? Tuy trong kinh chưa nói đến rõ ràng, nhưng hãy nên suy tưởng cái tâm cứu khổ mong dứt bạt nỗi khổ lớn lao trong đời người để thỏa từ tâm của Bồ Tát. Huống chi trong kinh Dược Sư, đoạn kinh Đức Phật dạy sản phụ niệm Phật Dược Sư như sau: nếu có nữ nhân đang lúc sanh nở chịu nỗi khổ cùng cực, nếu có thể trí tâm xưng danh lễ bái tán thán, xưng danh thì sản phụ làm được, còn lễ bái tán thán cung kính cúng dường chính là chuyện của người nhà, chứ sản phụ không thể làm được. Cung kính cúng dường Đức Như Lai ấy, mọi nỗi khổ đều trừ, mọi nỗi khổ đều trừ thì chẳng bị khổ gì, đứa con sanh ra được lợi ích lớn lao không thể diễn tả được. Sản phụ niệm thì được lợi ích lớn lao như thế, lẽ nào người niệm Phật vừa bước vào phòng bà đẻ thì công đức niệm Phật thường ngày liền hoàn toàn bị mất sạch hay sao? Kẻ vô tri tự lập hạn định, tự lầm lầm người, tội há thể cùng tận, đáng thương thay. Đứa con sanh ra thân thể trọn vẹn, hình sắc đoan chánh, ai thấy đều hoan hỉ, lại căn thông minh, an ổn ít bệnh, không bị phi nhân đoạt mất tinh khí. Có thể biết rằng lúc sanh nở chịu niệm thì chẳng những vô tội mà cả mẹ lẫn con đều an toàn, được lợi ích lớn lao, gieo đại thiện căn. Sản phụ quả như vậy thì những người khác cứ suy ra ắt biết được. Ông Mã Thuấn Khanh ở Hồ Nam trong văn sao có nhắc đến tên ông này là người hồi hồi quy y chỉ có một gia đình này. Vợ chồng họ và 5 đứa con đều gửi thư xin quy y. Mùa thu năm Dân Quốc 18, 1929 gửi thư cho biết vợ ông ta sanh 5 đứa con, 2 lần đầu còn bình an, lần thứ 3 liền băng huyết, lần thứ 4, thứ 5 cả nguy ngập hơn. Này chẳng bao lâu nữa sẽ sanh, nếu bị băng huyết lần nữa chắc sẽ mất mạng, xin chỉ cách cứu vớt. Quang bảo họ chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, lúc đang sanh nở, tùy lã lổ bất tịnh, chớ nghĩ vì lẽ đó chẳng thể niệm được, lại cần phải niệm ra tiếng chớ nên niệm thầm. Ông ta lại xin đặt sẵn pháp danh cho thai nhi, thư quang gửi đến, vợ chồng ông ta cùng xem, vợ ông ta niệm liền, ngày hôm sau liền sanh, trong lúc đang sanh vẫn niệm được an nhiên không khổ sở. Ông ta liền viết thư phúc đáp, cho biết chuyện vượt ngoài ý nghĩ, Bồ Tát thật có thể nói là đại từ đại bi vậy. Từ mùa thu năm Dân Quốc 15, 1926 trở đi, Tăng Quảng văn sao in xong, bất luận văn tự nào đều nhất loạt chẳng giữ lại bản nháp để khỏi uổng tiền ấn loát. Do gần đây biết sâu xa thói tệ này, luôn thường nói hết chuyện lợi hại với hết thảy mọi người, mong họ lan truyền điều này để cứu vớt sẵn nỗi hoạn nạn và tánh mạng của sản phụ cùng đứa con. Dẫu có ai không thông cảm
cho là quăng ưa nói chuyện bà đẻ cũng chẳng tiếc gì, chỉ mong cứu vãn thói ác này, khiến cho mọi người cùng sanh chánh tín mà thôi. 109 thư trả lời cư sĩ Châu Đức Đại, năm Dân Quốc 21-1932. Pháp môn niệm Phật chú trọng tín nguyện, có tín nguyện nhưng chưa được nhất tâm cũng có thể vãng sanh, đắc nhất tâm nhưng không có tín nguyện vẫn chẳng được vãng sanh. Người đời phần nhiều chú trọng nhất tâm chẳng chú trọng tín nguyện, tức là đã đánh mất cái quan trọng cốt lõi nhất. Nếu lại còn sanh khởi mối nghi, chưa đắc nhất tâm, sợ rằng chẳng được vãng sanh thì hoàn toàn trái nghịch với lòng tin chân thành nguyện thiết tha mất rồi. Kiểu suy nghĩ này tựa hồ là suy nghĩ tốt, nhưng thật ra nếu do đây càng tăng thêm tín nguyện để đạt đến nhất tâm thì đó là cách suy nghĩ tốt. Còn nếu do chưa được nhất tâm để thường nghĩ chẳng thể nào vãng sanh được thì sẽ trở thành cách suy nghĩ xấu, chẳng thể không biết. Muốn được nhiếp tâm quý nhất, điều quan trọng nhất là tâm thiết tha vì sanh tử, điều thứ hai là khẩn thiết chí thành, điều thứ ba là phải chân thật niệm từ trong tâm, miệng đừng lem lém đọc qua. Nếu vẫn chẳng thể quy nhất, hãy nên dựa theo cách thập niệm ký số trong phần sau, ta sẽ dễ dàng tự đạt được quy nhất. 110 thư trả lời cư sĩ Sa Dung Chi, năm Dân Quốc 21-1932. Làm phận con, đạo làm vẻ vang cha mẹ là tận lực thực hành tu đức, ngõ hầu hết thảy mọi người đều do kính trọng ta mà nghĩ đến đấng sanh ra ta, đấy mới là phương pháp thiết yếu nhất. Thường hay thấy người đời sau khi cha mẹ khuất núi rồi bèn đi khắp nơi tìm những người có danh tiếng, có địa vị để nhờ viết lời tán tụng, chứ chẳng chú trọng tự mình gắng công tu đức, làm điều nhân nghĩa khiến cho cha mẹ được vang danh. Tôi thường nói người đời phần nhiều chuộng danh ghét thật, đặc biệt muốn phô trương một chốc, chẳng nghĩ tới chuyện kỷ niệm suốt đời. Ông đã tiền nhận Phật pháp, cha ông cũng đã biết nghĩa lý, tâm sẵn có đầy đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là. Phàm ma chay chôn cất kính thần đãi khách, mọi chuyện đều nên y theo sự chế định của Đức Phật, chẳng dùng rượu thịt, ngõ hầu sướng xuất cả làng noi theo gương tốt đẹp ấy. Quang giả rồi tinh thần công phu mục lực đều chẳng đủ, chỉ soạn 16 câu tụng chẳng thề viết bài ký xanh tây. Ông hãy tự viết hoặc xin bậc cao nhân khác viết. Gần đây những chuyện bút mực do người khác nhờ vào quang đều nhất là thoái thác, chẳng phải do không muốn nhọc công vì người khác mà vì sức chẳng kham nổi. Trong thư ông hoàn toàn chẳng nhắc đến danh tự của cha ông, nên trong phần đầu chỉ đành để trống chỗ hai chữ xin hãy để thêm vào. May là cha ông đã được vãng sanh, mẹ ông vẫn còn, cố nhiên nên khuyên trì sẵn. Ngõ hầu cụ chết sạch cái tâm mong cầu hết thảy phước báo nhân thiên, vinh hiển hư huyễn trong thế gian, lấy quyết chí vãng sanh hồng siêu phạm nhập thánh làm chí hướng sự nghiệp thì lợi ích lớn lắm. Phàm là những Phật sự trong khi tang lễ đều nên lấy niệm Phật làm chánh. Nếu niệm kinh bái sám làm đạo tràng thủy lục thì ít được lợi ích thật sự vậy. 111 thư trả lời cư sĩ Trương Hải Kiều ở Nam Thông, năm Dân Quốc 25-1936. Trong lúc vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống này, gặp lúc chuyện tương lai chẳng thể suy tính được này, đã là hạng phàm phu sát đất, đầy đủ hoặc nghiệp, chẳng thể chuyên tâm dốc trí học Phật, lại cứ muốn ngay trong đời này sẽ giải quyết được đại sự sanh tử, vốn chẳng thể giải quyết xong trong trăm ngàn vạn ước kiếp. Mà nếu chẳng lấy chuyện cầu sanh tịnh độ làm chí hướng sự nghiệp thì sợ rằng chỉ có nhân chứ không thể do đâu đạt được cái quả. Quang tự lượng là phận độn căn, lúc mới xuất ra liền quy y nơi tịnh độ, lại do hơn 50 năm trải đời tuy chẳng hiểu giành Phật pháp chi hết, nhưng đối với pháp tịnh độ cố nhiên do đã sẵn cái trí từ thuở ban đầu nên chưa hề lầm lẫn. Đối với hết thảy những ai hữu duyên đều dùng pháp này để kính khuyên. Biển sanh tử sâu thẳm được Bồ Đề ra vời, muốn trong đời này giải quyết xong đại sự này mà bỏ một pháp tịnh độ, đừng nói chi không thông suốt hết thảy pháp môn, dù có thông cũng chẳng thể rốt ráo được hưởng lợi ích thật sự. Vì sao vậy? Do hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân hồng liễu sanh tử, còn pháp môn tịnh độ nếu đầy đủ tín nguyện niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương để có thể cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. So sánh hai pháp thì sự khó dễ khác biệt vời vợi như trời với vực, huống chi đừng lúc đại kiếp đón đầu này vẫn cứ muốn nghiên cứu kinh luận sâu thẳm, chẳng lấy pháp hễ siêu bèn vào thẳng địa vị Như Lai này làm chí hướng sự nghiệp thì sợ rằng khó thể mãn nguyện, mà sẽ thành ra than dài sượn sượn, mười người hết chín kẻ trần trừ. Này đặt pháp danh cho ông là Huệ Độ, nghĩa là quy y pháp môn tịnh độ
được nói ra bởi trí huệ của Phật để tự hành, dạy người ngõ hầu nên theo Phật tự lực vừa thoát sanh tử, nên có tên là Huệ Độ. Ông biếu Quang 8 đồng, Quang bèn gửi cho ông 8 đồng kinh sách. Nếu chịu lắng lòng đọc tụng những kinh ấy mà xem các thứ trước thuật, sẽ tự có thể biết cái nhìn của Quang không lầm. Lại cần phải biết nay đang là đời loạn, đã đến mức độ cùng không có thuốc chữa, nguyên nhân đều là do học thuyết Tống Nho bài xích nhân quả. Luân hồi ươm mầm từ 8-900 năm trước đến nay liền bộc phát, nay muốn vãn hồi thế đạo nhân tâm, nếu chẳng nêu rõ cái gốc họa này, dù có muốn vãn hồi cũng khó thể được, vì nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ chúng sanh, là pháp để trị bệnh cả gốc lẫn ngọn vậy. Quang già rồi, mục lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, từ dày chỉ nên y theo những kinh sách đã gửi mà tu, chẳng cần gửi thư đến nữa, để đôi bên khỏi mất công nhọc nhằn. 112. Thư trả lời cư sĩ Địch Trí Thuần, năm Dân Quốc 27-1938. Ông này vốn có tên là Văn Tuyển. Thư của ông và thư của Liên Phương đã nhận đủ cả rồi. Ông có thể chỉ được kinh Lăng Già, có thể nói là xưa đã có thiện căn, pháp ấn tâm chẳng phải chỉ hạn cuộc tại chỗ ấy. Nếu có thể tuân theo lời dạy của Bồ Tát Đại Huệ trong phẩm Đoạn Nhục, phàm thấy hết thảy những sinh vật đều coi như cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con, quyến thuộc, thì môn ấy sẽ rộng mở, không pháp nào chẳng nhập được. Nếu hút thật sự nhập được môn này, tức tưởng hết thảy sinh vật như ruột thịt, không ăn thịt chúng nó, dẫu hút chưa đạt được pháp ấn tâm, so với những kẻ đã đắc pháp ấn tâm kia nhưng chưa chịu nhập môn này, thì công đức cách biệt như trời với vực. Bởi lẽ một đằng là hiểu suông nhưng chẳng có tâm đại bồ đề, một đằng là thật hành đạo bồ đề. Và nữa, đừng cho lời tôi là sai, dẫu chưa đạt được tâm ấn của Phật của Tổ, nhưng đem công đức này hồi hướng vãng sanh, hễ được vãng sanh, liền lên thẳng địa vị bất thoái, thân cận Di Đà và Thánh chúng, sẽ đích thân chứng được tâm của Phật của Tổ. Chúng sanh đời mạt muốn liễu sanh tử, chẳng lấy tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chí hướng, sự nghiệp tuy sở ngộ giống như ngũ tổ giới. Ngũ tổ là tên chùa, sư giới là thiền sư, từng làm trụ trì chùa ngũ tổ ở Hoàng Mai, nên cõi đời gọi ngài là ngũ tổ giới. Thảo Đường Thanh cũng chỉ được kết quả thân sau trở thành Tô Đông Pha, Tăng Lỗ Công, đường sanh tử xa xôi, đời sau nữa chẳng biết kết quả lại như thế nào. Pháp môn tịnh độ chính là pháp đặc biệt, khế lý khế cơ trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Dưới là từ ngũ nghịch thập ác, trên đến đẳng giác Bồ Tát đều nên tu tập, đều có thể siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này. Tất cả hết thảy những pháp cao sâu huyền diệu khác, phần nhiều khế lý, nhưng chọn chẳng thể khế hợp khắp cả ba căn cơ, thượng trung hạ. Chúng ta từ vô thỉ cho đến tận đời này, vẫn còn lưu truyền trong luân hồi, đều là vì trong những đời trước do ngu muội nên chẳng dám gánh vác, hoặc do cuồng dại nên hoàn toàn chẳng tin nhận mà ra. Quang nói điều này vì sợ ông vẫn đề trí nơi kinh Lăng Già, lấy chuyện đắc tâm ấn của Phật làm chí hướng sự nghiệp, thì kết quả sẽ giống hệt như ngũ tổ giới Thảo Đường Thanh mà thôi. Ông đừng học theo bậc đại thông gia, hãy chết lòng chọn ý, tuân theo lời dạy trong phẩm Đoạn Nhục, tu tịnh nghiệp thì chắc chắn có thể sanh về Tây Phương được. Quang mục lực chẳng đủ, chẳng thể tưởng tận. Trong mùa xuân, một đệ tử ở Vô Tích đã in cuốn Đồng Mông Tu Chi, một nửa phía sau in kèm theo Phật pháp cảm ứng cũng như mấy bài văn của Quang, cũng có thể giúp cho việc tự lợi lợi tha. Sách Tang Tế Tu Chi, những điều cần biết trong ma chay cúng tế cũng là đạo trọng yếu để dứt tai, trừ họa, tôn trọng cha mẹ, mến yêu cha mẹ. Mỗi thứ gửi hai bản, một để tự giữ, một bản tặng cho người khác xem. Đấy cũng là những sách trọng yếu để người học Phật thay đổi phong tục vậy. 113. Thư trả lời cư sĩ Đậu Trí Duệ, năm Dân Quốc 27-1938. Ông này vốn có tên là Liên Phương. Đức Phật dạy: chư Phật dĩ bác khổ vi sư, cố đắc thành vô thượng giác đạo. Chư Phật lấy tám khổ làm thầy cho nên được thành giác đạo vô thượng. Nếu ông không có bệnh, sợ rằng trong đời này chẳng có nhân duyên nghe đến Phật pháp. Cao Tử Khâm dùng văn sao để trị chứng bệnh của ông. Ông có thể y theo văn sao tu trì thì chắc chắn có thể vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phạm nhập thánh. Những lời lẽ trong bộ văn sao của Quang đều là lấy những lời của Phật của Tổ đã nói, rồi tùy theo căn cơ mà nói cho dễ hiểu, chứ thật sự không có một câu nào nói mò. Ông có thể y theo đó tu hành, sẽ tốt hơn gặp mặt Quang nhiều lắm. Hiện thời chẳng bằng được trước kia, nhất cử nhất động đều có chướng ngại, huống chi tuổi già đường xa gặp nhau ít gì, không gặp nhau tổn hại gì. Dẫu có khai thị cũng chỉ là những lời lẽ trong văn sao, hã có lý nào mới mẻ được nói riêng ư?
ngàn phần, mong ông đừng tới, cứ lấy tâm khế hợp nhau coi như đã gặp gỡ là được rồi. Điều quan trọng thứ nhất là ăn chay, những điều khác đã nói tường tận trong văn sao thư của địch cư sĩ, tức ông địch trí thuần viết thẳng một lèo, cũng là nhằm để khai thị cho ông. Nay đặt pháp danh cho ông là trí duệ, đọc văn sao sẽ biết chỗ quay về nương tựa, trí thức ấy có thể gọi là trí duệ, trí huệ thông minh sáng suốt vậy. 114. Thư chỉ dạy cư sĩ Xài Giã Ngu, pháp danh là Trí Thao. Ai cũng đều có thể làm nghiêu thuẫn, ai nấy đều có thể thành Phật. Chỉ là thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm sẽ thành thánh. Hễ mê thì Phật là chúng sanh, hễ ngộ thì chúng sanh là Phật. Hãy cầu theo đó, mấu chốt tại ta. Do vậy cố nhiên hãy nên trên kính mộ chư thánh, dưới coi trọng linh cánh của chính mình, dè dặt kiên sợ, gắng sức phẫn trí tu trì, sốt sáng vâng giữ luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, sáng dậy tối ngủ, chẳng khiến người sanh ra ta phải hổ thẹn. Người làm được như thế chính là hiển là thiện, chẳng đến nỗi nhơ nhớp trải đất, lại còn sanh tín phát nguyện chỉ danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, để mong đích thân chứng được Phật tánh sẵn có, viên thành vô thượng Bồ Đề mới thôi. Đại trượng phu sanh trong thế gian, nếu chẳng biết đại thể, chỉ biết ham mê ăn uống nam nữ, tham cầu thanh sắc của cải lợi lộc, thì có khác gì các dị loạn nữ để tư cách có thể trở thành yêu tuấn, có thể thành Phật, biến thành căn cứ để luân hồi kiếp số dài lâu trong lục đạo, chịu đủ mọi nỗi khổ, chẳng đáng buồn ư? Ông đã phát tâm quy y Tam Bảo, hãy nên lấy niệm niệm đối trị phiền não tập khí làm gốc, dứt lòng tà giữ lòng thành, đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy của chính mình, để khôi phục cái lễ sửa ác tu thiện, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, tu dòng tịnh nghiệp, để tự hành dạy người ngõ hầu trong là cha mẹ anh em vợ con quyến thuộc, ngoài là họ hàng bè bạn xóm giềng làng nước, đều cùng được tưới gội bởi sự giáo hóa của Phật, cùng trở thành người lành thì mới chẳng uổng cuộc đời này và dịp gặp gỡ này. Sách Trung Dung nói: nhân dài viết dư trí, hủ nhì nạp chư cổ, hoài khám tịnh chi trung, nhi mạc chi chi tị giã. Còn người ai cũng tự cho lòng mình thông minh, nhưng nếu thân bị hãm vào lưới dọc, sụp hầm bẫy, chẳng biết tránh né ra sao, do chỉ biết hướng ra ngoài theo đuổi, chẳng biết hồi quang phản chiếu, nên mới tai hại như thế. Nếu có thể phản chiếu tự tâm, ẩn giấu cái trí, để mong tự chiếu, thì sẽ có thể học thánh học hiền, học Phật học tổ, ắt còn sống thì dựng vào bậc thánh hiền, mất sẽ lên cõi cực lạc. Đấy chính là đại ý của cái tên quang đặt cho ông vậy. Lại chỉ vì thánh đánh mất ý niệm bền thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bền thành thánh, mê thì Phật là chúng sanh, ngộ thì chúng sanh chính là Phật. Bốn câu này nếu chẳng khéo hiểu chắc, sẽ đến nỗi này sẽ nghi ngờ, bản luận sai lầm. Này sẽ giải thích đại lược, thoạt đầu nói đến thánh hay Phật đều là ước theo bản thể của tự tâm mà nói, chứ không phải là đã thành thánh hay thành Phật. Kế đó nói đến đánh mất ý niệm, khắc chế ý niệm, mê ngộ chính là luận trên sự tu trì, rèn luyện thuận hay nghịch. Cuối cùng nói thành cuồng thành thánh, tức là chúng sanh, tức là Phật. Chính là nói đến hiệu quả, ước theo sự tu trì nghịch hay thuận. Nếu chẳng biết Phật và thánh, được nói trong phần đầu là nói theo bản thể của cái tâm, sẽ tưởng là đã thành thánh thành Phật, lại còn trở thành cuồng thành chúng sanh, thì tai hại lớn lắm. Do vậy chẳng thể không giảng đại được cho ông, những điều khác hãy đọc kỹ trong văn sao, tự đọc sẽ biết hết. 115. Thư trả lời cư sĩ Ngu Tăng. Chuyện phóng sanh vốn là để cảm phát cái tâm kiêng giết, bảo vệ sinh mạng của đồng nhân, thực hành ý niệm bất nhẫn, trắc ẩn của chính mình mà thôi. Người đời đông đúc, tâm hạnh mỗi người mỗi khác, tuy chẳng thể cảm động toàn bộ mọi người, dầu chỉ cảm động được một người thì suốt một đời kẻ ấy đã bớt giết bao nhiêu sinh mạng. Huống chi chẳng phải chỉ có một người bị cảm động mà thôi. Nếu nói cá nhỏ bị cá lớn ăn, dẫu có thả trong sông to cũng khó khỏi xa lưới dập, thì kiểu suy tính này tựa hồ có lý, nhưng thật ra đã ngăn trở thiện niệm của người khác, giúp người ta tạo sát nghiệp. Kẻ ấy may mắn được làm người, bản thân có lẽ chẳng đến nỗi bị giết chóc, nên mới nêu ra lý lẽ vô lý đó để tỏ ra mình có trí, hòng khuất phục kẻ phóng sanh. Nếu kẻ ấy là cá và là các sanh mạng lúc sắp bị giết, chắc chắn sẽ chẳng chịu khởi lên thứ ý tưởng ấy, chỉ mong có người cứu mạng cho mình, chẳng hề có ý tưởng dù có được loài khác cứu, vẫn sợ sau này lại bị loài vật khác ăn thịt hay bị người khác bắt được, chỉ nguyện cam tâm bị giết để sau này khỏi gặp tai ương nữa. Nếu trong lúc ấy mà khởi lên được ý niệm ấy thì vẫn chưa đủ để tranh cãi, huống chi muôn phản phần
là trong lúc ấy chẳng thể nào khởi lên được ý niệm ấy, trong lúc không bị dính dáng đau đớn lại thốt ra lời ấy ngăn trở thiện niệm của người ta, dấy động cơ duyên giết chóc của người ta. Nếu kẻ ấy trong đời sau chẳng tự thọ lấy quả báo ấy thì mặt trời mặt trăng sẽ từ phương Tây xoay sang phương Đông, trái đất sẽ đổi ngôi vậy, há nên thốt lời sảng bậy ư? Cá lớn nuốt cá nhỏ, cố nhiên có chuyện ấy, đã thả ra rồi bị bắt lại cũng chẳng thể không có chuyện ấy. Nếu nói cá nhỏ bị cá lớn ăn sạch không còn sót gì thì chẳng hề có sự lý ấy. Những con vật được thả đều bị người ta bắt lại hết cũng chẳng hề có sự lý ấy, sao lại lo lắng quá đáng như thế? Ví như cứu giúp dân chúng bị nạn thì cho người ta một manh áo và một bữa ăn, họ cũng chẳng đến nỗi phải bị chết ngay. Trong lúc ấy bèn nói, một manh áo một bữa cơm này sao có thể no ấm suốt đời được, cho họ có ích lợi chi đâu, chẳng thà để họ chết rét chết đói thì sẽ chẳng bị chết đói chết rét lâu dài ư? Lại như cường đạo cướp bóc người ta, nếu được kẻ có sức mạnh chống cự, kẻ ấy tức nạn nhân sẽ nói, nếu ông có thể chống cự suốt cả cuộc đời thì tốt lắm, chứ chỉ chống cự được một chốc có ích gì đâu, đâm ra chẳng bằng cứ mặc kệ cho nó cướp sạch hết đi, sau này sẽ chẳng lại bị cướp đoạt nữa thì hay hơn, hay sao? Cha mẹ thường nuôi nấng vỗ vẻ con cái, nhưng mẹ hiền chẳng thể nuôi nấng vỗ vẻ thân đời sau của đứa con. Nó sẽ nói chẳng thể nuôi nấng vỗ vẻ, chẳng thà giết đi thì hơn, hay sao? Quân tử tu đức, chẳng vì điều thiện nhỏ mà không làm, chẳng vì điều ác nhỏ mà làm. Những kẻ cứ mong muốn điều chẳng sót một điều nào, cứ mong muốn điều chẳng sót một điều nào rồi mới chịu thực hành phóng sanh, sẽ làm cho người trong cả cõi đời, dẫu sống hết tuổi thọ, đều chẳng thực hiện chuyện kiêng giết phóng sanh. Trong tương lai ắt họ sẽ lâm vào cảnh một người không một ai có thể cứu cho mình khỏi chết được. Buồn thay, đau đớn thay, Khôn Ngăn dài dòng bày tỏ. 116. Thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên. Ngày hôm qua nhận được thư cho biết trong số những vị hương thân nơi chỗ ông có Phan Trọng Thanh ở Trương Gia Khẩu gửi thư đến muốn được quy y. Người này tánh chất chân thành chất phác, vẻ mặt học vấn cũng có nghiên cứu, ông ta đã phát tâm quang chỉ nên tùy duyên, nay đã pháp danh cho ông ta là Huệ Thuần. Do hết thảy chúng sanh đều sẵn đủ Phật tánh, tức là đều sẵn đủ Phật Huệ, nhưng do tham sân si vân vân xen tạp vào trong nên Phật Huệ bèn trở thành tri kiến của chúng sanh. Nay đã biết Phật Huệ vốn sẵn có, bèn chú tâm kiểm điểm nơi khởi tâm động niệm xử sự, chẳng để cho tri kiến tham sân si vân vân phát sanh. Lại hãy nên dùng lòng tín nguyện sâu để chỉ danh hiệu Phật, kiêng giết bảo vệ sanh mạng, yêu tiếc sanh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp thì huệ ấy sẽ dần dần thuần. Nếu giữ được điều này chẳng để mất thì vãng sanh Tây Phương sẽ vừa thuần vừa dễ. Đến khi phiền hoặc hết sạch, phước trí viên mãn thì huệ sẽ thuần đến tột bậc viên thành Phật đạo. Người đời thường lầm lạc bảo mình có trí huệ, chẳng biết trí huệ là vàng còn trong quặng, hoàn toàn chưa sử dụng được, cần phải luyện dòng, khiến cho những chất xỉ quặng, những tạp chất hoàn toàn tiêu hết thì mới được lợi ích. Đại ý là như vậy. Mong hãy chuyển những ý nghĩa này đến cho ông ta. Người học Phật chú trọng vào việc tận tụy thực hành. Con người hiện thời phần nhiều mong sao miệng lưỡi nhạy bén, tức là kể tên những món ăn thật hay thật đẹp, nhưng vô ích cho cái bụng rỗng tuếch, đáng buồn thay. 117. Thư gửi cư sĩ Ngụy Mai Tôn. 16 lá thư, năm Dân Quốc 11-1922. Ông này vốn tên là Gia Hoa Mai Tôn, đến năm Dân Quốc 18-1929 mới quy y, lúc này còn coi như là bè bạn. 1. Mùa đông năm ngoái, Vương Ấu Nông gửi thư đến nói các hạ tín tâm chân thật thiết tha. Quang nói biết rõ hết thảy chúng sanh đều có sẵn có Phật tánh, nhưng chưa thôi ăn thịt được, tức là phú quý học đạo nan, giàu sang học đạo khó. Nào ngờ chưa đầy 3-4 tháng các hạ liền thôi ăn thịt. Ấu Nông lại gửi thư tường thuật đầu đuôi, do lòng tinh thành cảm vời ra đó chăng, hay chỉ là chuyện phù hợp ngẫu nhiên? Người học đạo muốn đạt được tập khí cần phải có nghị lực, nếu chần chừ thoái thác sẽ tiếp tục lâu dài, chọn không khi nào dứt được. Các hạ đã trừ được tập khí phú quý, cố nhiên dễ dàng thành tựu tịnh nghiệp, mai sau cao đẳng thượng phẩm chứng vô sanh nhẫn, hầu đức Di Đà dài lâu, đức thân theo gót hải chúng sẽ lại phân thân hiện bóng trở vào đời ác vũ trược này, độ thoát chúng sanh, đều do nghị lực ấy làm cơ sở, may mắn nào hơn. Do một người bạn khuyến khích, Quang bèn in
An sĩ toàn thư dạng thâu nhỏ, ngõ hầu phổ biến rộng khắp để mong vãn hồi thế đạo nhân tâm. Nhưng người thừa đức bạc, người nghe theo sự sướng xuất này ít ỏi, đến nay mới chỉ quyên mộ in được 2 vạn 2 3 ngàn cuốn, 3 ngàn bộ sách mà thôi. Năm ngoái đã muốn gửi thơ các hạ mong giúp đỡ quyên mộ ấn hành, nhưng do bận bịu rào tránh và các việc khác không rảnh rang nên để trễ nải đến nay. Ông Trương Quý Trực ở Thông Châu buôn bán phát đạt, giàu có dư giả, nhiệt tâm làm chuyện công ích, trộm nghĩ quang lưu hành An Sĩ Toàn Thư chính là biêu tính lợi lạc cho quốc dân, biện pháp làm chuyện này chọn chẳng tệ hại. Nếu ông ta biết được cũng sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn để mong làm chuyện cứu nước cứu dân, không lưu lại dấu vết. Nhưng quang chọn chưa hề gặp gỡ, chẳng tiện gửi thư khuyên. Nếu các hạ xót thương tấm lòng ngu thành của quang, hãy nên gửi thư kính khuyên. Nếu ông ta chịu phát đại tâm in mấy vạn bộ hoặc mấy ngàn bộ thí cho quốc dân thì may mắn chi hơn. Dẫu cho ông ta chẳng phát tâm thì lòng nhiệt thành của các hạ đối với quốc dân cũng đã phát lộ, thành tựu tịnh nghiệp cố nhiên là vừa sâu vừa rộng. 2. Các hạ túc căn sâu dày nên có thể từ lời dạy của Triệt Ngộ lão nhân liền sanh lòng cảnh tỉnh lớn lao. Đấy chính là thời tiết nhân duyên gặp đúng lúc, chọn chẳng phải là ngẫu nhiên. Do kính trọng ngài Triệt Ngộ bèn khen ngợi quang quá mức, khiến người ta thẹn thùng khôn ngằn. Sách An Sĩ Toàn Thư đã quyên mộ được hơn 3 vạn 4 ngàn bộ, cũng tạm thỏa ý nguyện ngu muội của quang. Tiên sinh Quý Trực hứa sau này sẽ theo đuổi chuyện ấy thật là công đức không chi lớn hơn, sớm hay muộn cố nhiên chẳng khác gì nhau. Này tai họa chiến tranh sắp xảy ra, bầu không khí chiến tranh tràn ngập, cư sĩ Viu Tích Âm đã đăng tải trong các báo ở Trực Lệ, Phụng Thiên, Bắc Kinh, Tân, Thiên Tân, Lỗ, Sơn Đông, Biện, Khai Phong cho giới quân nhân biết để họ gửi thư thỉnh An Sĩ Toàn Thư hầu không tiêu diệt kiếp họa. Trách nhiệm gửi sách đều giao cho những người tại các tỉnh ấy lo liệu chuyện gửi tặng. May là các cư sĩ ở những tỉnh nhận trách nhiệm biếu sách lo 5.000 bộ, tự mình chỉ phải lo hơn 1.000 bộ, hơn 4.000 bộ kia để tùy tiện kết duyên. Thoạt đầu quang muốn gửi cho đốc quân tỉnh trưởng các tỉnh mỗi người 100 bộ, chỉ mình tỉnh trưởng Thiểm Tây là chịu trách nhiệm 1.000 bộ, đốc quân tỉnh Chiết Giang 500 bộ, tỉnh trưởng tỉnh ấy 100 bộ, chẳng gửi nữa thì vẫn có dư sách. Do ông Tích Âm lo cái họa chiến tranh sắp xảy ra nên càng gấp rút phân tán hết số sách ấy trong giới quân nhân mấy nơi. Hơn nữa ông Tích Âm có 100 bộ, quang có khoảng 500-600 bộ và ông Lưu 100 bộ, ông Hoàng 200 bộ và 3-4 người bạn nữa của quang giữ tổng cộng hơn 1.000 bộ, gộp lại cũng được hơn 2.000 bộ, tính dùng hơn 6.000 bộ sách ấy làm công cụ tiêu diệt tai họa chiến tranh. Nếu Phật trời gia bị, chắc sẽ chuyển biến ngấm ngầm. Dẫu như quang chẳng có đức hạnh có thể cảm thông thì cũng giảm bớt được sự khốc liệt. Quang thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian dùng để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nay nước loạn dân khốn cùng, tình hình sau này có thể tưởng tượng được, đều là do những người đang cầm quyền chẳng biết nhân quả mà ra. Kế sách trong hiện thời, ngoại trừ việc đề xướng cho nhân quả được sáng tỏ thì dẫu là thánh nhân cũng chẳng biết xoay sở ra làm sao, huống gì bọn vô tri vô thức chúng ta. Vì thế đem những lời khuôn phép của tiền nhân để làm hướng dẫn cho tương lai của cõi đời này, tuy chẳng thể khiến cho mọi người đều tuân theo, cũng chẳng đến nỗi không một ai chẳng chịu nương theo. Chỉ có cách này là có thể ngầm giúp cho quốc kế dân sanh. Đây là chuyện ông Tích Âm và quang miệt mài cầu viện các bậc quân tử, mong được tán thành hỗ trợ để cuối cùng có hiệu quả thật sự. Các hạ gương trí treo cao, chẳng tiếc hơi sức khuyên lơn, phát khởi do công đức ấy sẽ vãng sanh thượng phẩm, hầu hạ đức tử phụ Di Đà, kẻ cận Quán Âm Thế Chí, cùng vào Sa Bà tùy loại hiện thân để độ thoát hết thảy. Quang nói lời này chẳng phải là dối trá, các hạ chỉ nên giữ vững 16 chữ của ngài Triệt Ngộ: Phật tí sanh tử, phát bổ đề tâm, dùng tín nguyện sâu, chỉ danh hiệu Phật, thì ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. 3. Năm xưa ông Tiền đến núi này được một phen gặp gỡ. Mùa xuân năm ngoái văn sao in xong, tôi gửi thơ nhà Trương Vân Lôi tặng cho ông ta một bộ. Sau đấy nhận được thư của Vân Lôi báo ông ta đã mất rồi, khôn ngăn than thở cảm khái: mạng người vô thường, phải tính sẵn kế quay về chắc chắn. Ông ta đã phát tâm in tặng nhất hạnh cư tập, chắc là do thiện tâm ấy sẽ vãng sanh cực lạc. Nếu không, chủng tử tịnh nghiệp đã gieo sâu rồi, khi tái sanh chắc chắn sẽ thâm nhập pháp môn này. Các hạ túc căn sâu dày, có thể đem phú quý học vấn tập khí trên toàn thân bỏ hết xuống được, hàng ngày dùng 6 chữ hồng danh Di Đà
để làm cảnh buộc tâm, lại dùng phổ hiển hạnh nguyện phẩm, phát bồ đề tâm luận của ngài thiên thân vân vân để phấn chấn tinh thần, mở rộng trí nguyện. Trong hiện tại đã hiểu tâm đạt gốc, lầm trùng mau chóng lên thượng phẩm là điều đương nhiên có thể đoán trước được. Vô thủy luân hồi đến nay chấm dứt, một đằng do vui, một đằng do sợ, nên chẳng tiếc sức hiện thân thuyết pháp để phổ độ hết thảy những kẻ hữu duyên. Bộ An Sĩ Toàn Thư do ông Giang Khiêm đề xướng có thể được lưu truyền rộng khắp cũng là do lòng chân thành tán dương của các hạ cảm vời ra. 4. Hiện thời tăng phần nhiều ngu muội tầm thường, chẳng thể hoàng dương xiển phát sự nhiệm màu của đạo, khiến cho hết thảy kẻ gian muốn mượn công để lợi tư mưu đoạt tăng sản. Họ đặc biệt mượn cớ mở trường học hòng hủy chùa đuổi tăng, đến nỗi người suốt đời cẩn thận là ông Vương Thiết San thuận theo lời cầu thỉnh của họ, thốt lời khen ngợi là làm như vậy chẳng hại gì đến pháp, lại hợp tình mọi lẽ, đã cẩn thận suy xét châu đáo thỏa đáng, thật đáng khâm phục, ra lệnh cho các huyện trong cả tỉnh Giang Tô tuần hành xử lý. Chẳng ngờ ông Thiết San lại lầm lẫn ngạo ngược đến tột cùng như thế, nếu thi hành lệnh ấy chắc chắn các tỉnh sẽ đua nhau bắt chước theo, đốt cả dạng côn luân, ngọc lẫn đá đều cháy, có khác gì đời Tam Vũ diệt Phật đâu. Nhưng trong đời Tam Vũ, cao nhân như rừng, dẫu gặp cảnh nguy ách tạm thời, rốt cuộc lại phục hưng lớn lao. Nếu nay thực hành theo lệnh ấy thì Phật Pháp diệt vong chỉ còn là chuyện thời gian. Cư sĩ túc nguyện rộng sâu, hạnh trong hiện đời thuần dốc, gặp phải tránh sách sai lầm này, dám mong chẳng tiếc hơi sức nêu cặn kẽ lẽ lợi hại với đốc quân tỉnh trưởng và chỉ ra điều lệnh do Đại Tổng thống đã ban hành năm ngoái. Nếu thủ tiêu được lệnh này thì may mắn chi bằng, nếu họ không nghe, vẫn mong ông khẩn cầu lệnh sư là tiên sinh Phùng Hao Am và tiên sinh Trương Quý Trực cùng ra tay cứu viện, ngõ hầu lệnh ấy chẳng trở thành sự thật. Quang một là không có môn đình, hai là không quyến thuộc, lại do tuổi xế bóng rất gần, có gì mà phải lo lắng. Nhưng vì trong lúc này, lòng người chìm đắm đã đến cực điểm, đạo đức nhân nghĩa xem nhẹ như mải lông, pháp luật hình phạt tránh lệnh, chọn chẳng kiêng nể. Nếu không có thể xương mình đạo nhân quả, luân hồi báo ứng ba đời của Đức Như Lai, thì dù là kẻ đại gian cực ác cũng chẳng đến nỗi chọn chẳng có một niệm kiêng sợ quả báo đời sau, cột rửa cái tâm khi trước. Quảng Thượng nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Đời lắm kẻ có cái nhìn thiện cận, phải biết từ địa vị phàm phu cho đến khi thành Phật đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nếu hiểu sâu nhân quả thì người bậc thượng liền minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, kẻ bậc hạ cũng có thể sửa lỗi làm lành. Mong thành thánh thành hiền có ích lớn lao cho thế đạo nhân tâm. Trong lúc chế độ quân chủ bị phế bỏ, nho giáo suy vi này chẳng dùng Phật pháp để giúp cho việc cai trị là đã đánh mất thời cơ, huống hồ lại miệt mài lấy chuyện hủy chùa đuổi tăng làm nhiệm vụ cấp bách. Họ bèn nói, tăng đều tầm thường ngu muội, hoàn toàn vô ích cho nước cho dân, nào biết một khi lệnh ấy được thi hành, dù có vị tăng chân tu thực sự tu tập cũng sẽ bị xếp vào loại đáng xua đuổi. Ấy là muốn giữ gìn mạng mạch của quốc gia, nhưng lại đoạn mạng càn trước. Cái tội của Vương Thiết San ngập tràn hư không mười phương, kẻ do lệnh của Thiết San mà làm chuyện này thì tội cũng chẳng khác gì Thiết San. Một kẻ đuôi dẫn lũ mù kéo nhau vào hầm lửa chính là nói về Thiết San đấy. 5. Nhận được thư Khôn Ngăn cảm kích an ủi, lời các hạ nói hoàn toàn phù hợp lời của ông Ấu Nông, nghe nói đã phái Hòa Thượng Diệu Liên liên lạc các vị tăng thủ lãnh các nơi để bẩm báo trình bày nói lý, hãy nên thấu triệt giọng điệu được nóng nảy kích động, quả thật là lời bản định chí lý. Quang cũng đã trình bày đại lược ý này với ngài Diệu Liên, và mọi chuyện đều nên ngăn ngừa thói tệ lưu hành trước khi nó được tiến hành. Các hạ nói mượn chùa làm trường học thì mỗi năm phải trả tiền thuê, cách ấy rất hay, nhưng chẳng biết cái tệ sẽ vô cùng. Đầu đời nguyên đạo sĩ ở nhờ chùa tăng, phong trào ấy đã dấy lên thì gần như không sao cấm đoán được. Vùng phụ cận kinh thành, đạo sĩ chiếm hơn 300 ngôi chùa, những nơi xa càng nhiều nữa. Về sau do tăng tâu lên phản bác, Thanh Thế Tổ Thuận Trị hạ lệnh bắt trả lại, chỉ trả được một nửa, nhưng sản nghiệp phần nhiều đã bị họ trộm sẵn mất rồi, có thể lấy đó làm gương. Nói chung kẻ làm chuyện ấy trước hết đã sẵn lòng mưu mô chiếm đoạt tài sản của tăng, kết bè kéo đảng những kẻ đồng lòng để đánh phá người khác ý kiến. Do muốn được lợi riêng nên thế lực mạnh mẽ khôn ngăn, chữ mượn và chữ đổi tuy danh khác nhưng quả thật là cùng nghĩa. Các hạ là bậc quân tử đức dày, chưa xét kỹ người đời nay ngụy kế đa đoan,
Nhưng pháp đạo hưng thịnh hay suy vong, cố nhiên có số vận nhất định, đương nhiên quang và các hạ phải tận hết phận sự của con người trước rồi sau hãy nghe theo mạng trời. 6. Nhận được thư khôn ngăn cảm kích, nếu thi hành chuyện ấy ắt pháp đạo bị diệt mau chóng, nếu không do các hạ, trúc trang, ấu nông vân vân dốc hết sức chống đỡ sẽ không thể nào tưởng tượng được. Bọn viên đường chắc là bẻ lũ muốn diệt Phật pháp xưa kia, nhưng do cao nhân như rừng không cách gì ra tay tàn độc, hòng thỏa ác nguyện, do nguyện lực xưa kia nên mới có cử chỉ ấy. Nhưng Phật trí soi xét thời cơ, biết có kẻ muốn diệt Phật pháp, nên bèn sắp đặt sẵn khiến cho những vị phá hoại ma lực kia sanh nhằm thời này. Chẳng những pháp đạo không bị ngăn trở lấn át, mà có thể còn chuyển được tâm ma của chúng, bèn tin tưởng hướng theo Phật pháp, hòng chúng tự biết Phật tánh sẵn có, do vì trái trận hiệp giác khiến cho chính mình bị tổn hại. Nay đã biết rồi thì trái trận hiệp giác chuyển lòng mong muốn tự hại trước kia thành tự vệ, thì ở mức độ nông cạn sẽ là đổi ác tu lành, gieo phước nhân thiên, còn ở mức độ sâu xa thì sẽ đoạn hoặc chứng chân, đích thân đạt được quả niết bàn. Như câu nói, Phật pháp như trên đàn hương, hoặc phụ trì, hoặc tiễn đạt, giai đắc hương khí sở huân, nhi đồng nhất khí vị dã. Phật pháp như hương trên đàn, dù nâng niu hay dày xéo đều được mùi thơm ướp được, có cùng một khí vị. Quang nguyện khi ba vị thành Phật sẽ đích thân làm hàng đệ tử hộ pháp phụ tránh tồi tà cho ba vị hòng báo đáp ơn đức ngày nay. Ngay khi họ viên họ đường thành Phật, quang cũng nguyện giống như thế, gõ hầu toàn bộ ma giới biến thành Phật giới, cùng chứng chân như pháp tánh, cùng trọn vẹn chủng trí mới thôi. 7. Hôm qua nhận được thư của ngài Diệu Liên và lời phê của tỉnh trưởng, biết chuyện ấy bị tiêu diệt triệt để, cảm động hổ thẹn khôn sánh, trộm nghĩ chuyện này nếu không có các hạ và ông Trang, Tử Giam, Tưởng, Trúc Trang, Vương, Ấu Nông, ba vị dốc hết sức duy trì, sợ rằng chẳng triệt tiêu được. Hôm qua đã gửi thư cho Trang cư sĩ, gửi kèm theo lời phê, mong giao cho Bộ trưởng Nội vụ lưu hành. Sau này nơi khác có sự tình như vậy chỉnh lên bộ, thì mong hãy căn cứ vào điều lệ quản lý chùa miếu để bác đi, không chấp thuận, ngõ hầu chẳng đến nỗi nếu không có người chống đối sẽ trở thành sự thật. Dẫu có người chống đối nhưng do vậy cũng phải uổng phí tâm lực, pháp vận thông suốt hay bế tắc chắc chắn đã có số vận nhất định, nhưng chư Phật Bồ Tát đã sớm biết sẵn, vì thế khiến cho các vị ở đúng vào địa phương này, gặp đúng dịp này dốc sức duy trì, ngõ hầu ngọn lửa đốt đồng liền bị dập tắt ngấm, nguy hiểm cùng cực, may mắn cùng cực. 8. Vụ án của hội giáo dục đã giải quyết xong trọn vẹn, toàn là nhờ các hạ và Trúc Trang, Ấu Nông ba vị ra sức xoay chuyển, khiến cho tỉnh trưởng và bộ nội vụ đều tuân theo điều lệ quản lý chùa miếu để thực hiện sự bảo vệ. Lời phê của tỉnh trưởng đã xét đến cả hai mặt, chọn chẳng tổn thương đến phương diện tình cảm của hội giáo dục, lại còn tận lực lập cách ngăn ngừa đề phòng bọn họ, đề phòng để họ khỏi vượt luật được. Có thể nói dốc trọn thâm tâm hộ pháp khiến cho người khác cảm kích, bội phục vô ngàn. 9. Các hạ đặt tên chùa là Pháp Vân, dụng ý rất sâu, trộm nghĩ Pháp Vân tự đã trở thành đạo tràng từ thiện bậc nhất của Giang Nam. Hãy nên hành riêng một pháp chẳng giống với các nơi, một là chẳng thế độ, hai là chẳng truyền pháp, tất cả trụ trì chỉ chọn lấy người hiền, chẳng cần biết là lâm tế, tạo động, thiên thai hay hiền thủ. Chỉ cần dốc lòng tin tưởng pháp môn tịnh độ, nguồn hạnh tương ứng là được rồi. Trụ trì luận theo số thứ tự, chứ không tính theo thế hệ. Ấy chính là đạo tràng đại công vô tư, chứ không như những nơi truyền cho đệ tử thế độ, truyền cho pháp đồ, dính vào phạm vi truyền trọng riêng tư vậy. 10. Tiền xưng Trần Kiến Đàm, tiền nhân quả, tính muốn nêu rõ nhân quả nhưng lại không chịu niệm Phật, ấy chính là tập khí của văn nhân. Thuở trước Tổ Huệ Viễn, do thấy Đạo Uyên Minh bụng dạ trống rỗng, khoảng khát, có thể học đạo liền mời dự vào liên xã. Nhưng ông ta lấy rượu làm tánh mạng, biết Phật môn cấm rượu, chẳng dám nhận lời mời, nên nói cho tôi uống rượu thì tôi đến. Tổ Huệ Viễn tâm đại tử bi bèn chấp nhận. Ông ta đến niệm Phật được 3 ngày, cau mày bỏ đi, do chỉ có thể buông xuống, chẳng thể đề khởi. Như bọn ông Kỷ Văn Đạt, Viên Tử Tài đều cùng một bệnh. Họ Kỷ họ Viên khá tin tưởng nhân quả, thường hay ghi chép sự thật cảm ứng trong Phật pháp, nhưng đều chưa từng lắng lòng nghiên cứu, nên những lời luận định phần nhiều đều là bàn về chuyện thực hành bề ngoài. Ông Viên thoạt đầu bám Phật, về sau lại tin Phật, tùy tin nhưng chẳng thể nghiên cứu tu trì, đó gọi là thông minh văn tự chướng. Ông Trần sẽ có ngày thiện căn phát hiện, chưa chắc đã suốt đời như thế. Này đã có lá thơ gửi cho cư sĩ Cố Hiển Vi hồi năm ngoái, đã chép trong Văn Sao Chánh Biên quyển 2. Tòa soạn báo Tri Giang
in ra đem gửi đến, xin hãy xem để làm trò cười. Sở dĩ gọi là thư ấy là vì bạn ông cố là Phan Thưởng Ngạc, hai vị đều là người Tô Châu. Ông cố là tây tân của ông Hoàng Đạo Doãn ở Ninh Ba, quy y với pháp sư Đế Nhàn, rất thân với ông cố. Ông cố khuyên ông Phan niệm Phật, ông ta viết thư vặn ngược lại, bảo rằng chẳng thể sanh lòng tin, càng thêm ngờ vực. Ông cố gửi thư ấy cho Quang, xin Quang hãy đả phá. Quang đem thư gửi lại, bảo đừng giao thư cho ông Phan xem. Ông cố liền gửi thư cho ông Phan, là em chẳng thể khiến cho anh tin được, chẳng thể đoạn lòng nghi của anh. Do vậy, đã xin được thư của vị pháp sư X, thư ấy đã gửi tới, nhưng lời lẽ trong thư chẳng khiêm tốn mảy may, nói thẳng tuột không úp mở, chẳng hề kiên kỵ, sợ sẽ gây đụng chạm nên chẳng dám gửi. Ông ta nói, bệnh tôi đã sâu, chẳng phải là thuốc hung bạo như cọp sói, sẽ chẳng trị được, càng chẳng kiêng dè càng hay, hãy gửi gấp đi. Ông cố liền gửi đi, tâm ông Phan bội phục, bèn quy y với pháp sư Đế Nhàn, nhưng sợ Quang ăn nói thẳng thừng nên chọn chẳng dám gửi thư thăm hỏi. Chuyện ông chẳng nhập đạo hãy để từ từ chớ gấp, ví như nhuộm vải, vải càng dày chắc nhất định khó bén màu. Nếu bỏ trong vò thuốc nhuộm hơn 10 ngày, dẫu chẳng muốn thành màu xanh đậm cũng không thể được. 11. Văn của Quản Đông Minh quả thật là thuốc để trị đúng căn bệnh cho đời hiện tại. Người đọc bài văn ấy sẽ mửa ra chất độc bác nhân quả của bọn Trình Châu, mà cũng có thể làm chứng cớ cho Ấn Quang để xướng nhân quả. Cách nói của Trình Châu là chỉ mong cho cao, chẳng tính đến lợi hại. Chẳng hạn như làm lành thì coi chuyện không làm gì mà làm chính là làm lành, hễ có làm gì để làm lành thì chính là ác, nếu không làm gì mà làm là thiện thì đấy chính là thân phận của bậc đại thánh nhân. Nếu không phải là thánh nhân, chỉ giữ lấy không làm gì, còn những gì có làm sẽ đều chẳng chịu làm. Như vậy là đã mâu thuẫn với tông chỉ tự cường bất tức, chiêu cản tịch dịch vậy. Chịu hiểu rõ lời ông Quản rồi phá vòng vây hãm thì quân tử lẫn tiểu nhân đều được lợi ích lớn lao. Nếu các hạ không chấp ra lời chân thật cứu đời ấy thì trong Phật Pháp nhiều kẻ chẳng tin, trong đạo nho nhiều kẻ chẳng suy xét, tiền đồ sẽ nguy hiểm. Vì thế Quang đặc biệt chép thành phần phụ lục của văn sao để lợi chung cho người hữu duyên. 12. Hôm qua nhận được thư khôn ngăn kinh dị, ông Phương Tuấn Xanh có thể gọi là người đã bỏ được điều khó bỏ, tuy nhiên vẫn cần phải tính toán cho cuộc sống sau này của ông ta. Xin các hạ hãy mời ông ta đến quán Âm Am cùng các ngài Diệu Liên, Tâm Tịnh, vân vân, hỏi cặn kẽ xem ông ta còn bao nhiêu ruộng đất. Nếu tất cả số ruộng đất còn lại ấy có thể nuôi sống gia đình thì số ruộng nương do ông ta đã phát tâm cúng cho chùa Pháp Vân sẽ dùng để làm công đức cho ông ta. Nếu tất cả số ruộng còn lại ấy chẳng đủ để nuôi sống gia đình thì hãy nên coi số ruộng đã cúng cho nhà chùa ấy như ruộng cho chùa Pháp Vân thuê để cấy rẽ, một năm trích ra tiền huê lợi ra bao nhiêu đó cho nhà chùa, mặc lòng Pháp Vân trồng trúc gỗ, ngũ cốc hay rau dưa, coi như là cơ sở sản xuất của viện mồ côi. Như vậy thì đôi bên mới đều chọn hết đạo, đôi bên đều được lợi ích. Nếu ông ta do bỏ ra những ruộng ấy mà không đủ sống thì quả thật trong tâm chúng ta hết sức chẳng thoải mái vui sướng cho lắm. Tuy khế ước chủ quyền những thửa ruộng ấy đã giao phải nên thương nghị như vậy thì mới chẳng phụ họ Phương một phen thực hiện nghĩa cử tốt lành. Nếu ngoài số ruộng ấy ông ta vẫn còn có đủ ruộng để chi dụng thì sẽ trở thành vị đại công đức chủ bậc nhất của chùa Pháp Vân. Cần phải thỉnh đôi ba vị có đức hạnh trọng vọng đến chứng minh, người ta đã lo lắng cho mình sâu đậm thiết tha, mình cũng chẳng thể không lo sâu đậm thiết tha cho người ta. 13. Những chuyện báo ứng của việc sát sanh đã sao lục, quả thật có thể khiến cho kẻ hiếu sát nguội lạnh cõi lòng, nhưng các tướng lãnh sứ quân hiện thời chưa chắc đã chịu đọc. Nếu dự tính dành cho mai sau và những chỗ hiếu sanh, ghét giết chóc thì dường như lại quá hạn cuộc. Bởi những chuyện ấy chuyên để nói với những hạng tướng lãnh sứ quân, có lẽ hạng dân đen sẽ cho là chuyện chẳng liên quan gì tới chính mình. Hơn nữa, hạng tướng lãnh sứ quân bạo tàn chắc sẽ nghĩ ta trầm trích họ, bèn căm ghét. Theo nhiều ngụ kiến của Quang, có lẽ nên dùng cuốn Nhị Thập Nhị Sử Cảm Ứng Lục của ông Bành Lan Đài in dưới dạng chữ nhỏ rút gọn, lại thêm vào mấy bài văn đau lòng rơi lệ để lưu truyền khắp công lẫn tư thì lợi ích lớn lắm. Mấy đầu sách của ông Đinh Phước Bảo, những loại nào có thể đưa vào phần phụ lục hãy nên in kèm vào đó, thì quan chức sứ quân kẻ sĩ dân chúng đều biết được những tấm gương tốt lành mà không bị khuyết điểm bài xích rõ rệt, kẻ đương quyền ngầm khuất phục được quần tâm của con cái họ. Những kẻ đang nắm đại quyền phần lớn đều là do lúc nhỏ
chưa nghe thấy những chuyện nhân quả báo ứng, nên trong tâm họ chỉ biết có chính mình, chẳng biết có người khác, chỉ cầu lợi ích cho chính mình, chẳng sợ hại người. Nếu như họ từ lúc bé đã biết hại người còn tệ hơn hại chính mình, vì người khác rốt cục sẽ vui vẻ chính mình, chắc chắn họ chẳng chịu do những chuyện nhỏ nhặt như ý kiến khác biệt, danh lợi vân vân mà làm cho vận nước nguy ngập, dân cộng lẽ sống. Ý của Quang là như thế đó. Mong các hạ hãy trầm trước, cũng có thể ấn hành trước 37 điều này để cứu vãn cái họa cháy mày. Để sau này đợi khi yên ổn rồi sẽ lại in nhị thập nhị sử cảm ứng lục để làm sách khiến cho mọi người đều được lợi ích, khuyên cấp đồng nhân vậy. 14. Nếu chịu bổ sung biên tập tường tận bộ nhị thập nhị sử cảm ứng lục tạo thành một bộ toàn thư thì thật là may mắn cho quốc gia nhân dân. Trước kia ông Đình Phước bảo nói ở chỗ ông ta có 6-7 loại nhị thập nhị sử cảm ứng lục, hãy nên mượn về, phàm những chuyện không có trong cuốn sách này đều nên sao lục bổ sung vào. Lại nữa, phần cuối cuốn Dục Hải Hồi Cuồng của bộ An Sĩ Toàn Thư có chép chuyện người biến thành súc vật và chuyện người sanh lên trời, trời trở thành người, trích từ nhị thập nhị sử cũng nên ghi vào, thì những kẻ tri kiến hẹp hòi câu nệ xem thấy ắt sẽ giật mình một phen, còn kẻ tin sâu nhân quả sẽ nhờ đây mà siêu thoát, bước thẳng vào Như Lai địa. Khổng Tử soạn kinh Xuân Thu để khen chê, hòng khiến cho loạn thần tặc tử sợ hãi. Nhưng loạn thần tặc tử thật ra đâu có sợ lời khen chê, bởi chỉ là một lời gắn cho cái danh xuông, rốt cuộc ta đâu có bị tổn thương gì. Nếu đem những chuyện nhân quả cảm ứng và sự tích người và súc vật chuyển biến lẫn nhau trong nhị thập nhị sử, mỗi chuyện đều sao chép ra, kèm theo lời luận định, thì kẻ sẵn tánh chất làm loạn, làm giặc xem thấy, há chẳng sợ hãi dựng cả lông tóc, bứt thấu cả xương rồi từ đấy hít xoay chuyển ý niệm mưu tính cho phước báo về sau ư? Như vậy thì chuyện các hạ tiếp nối tâm pháp khen chê của Khổng Tử để giáo hóa thiên hạ hậu thế, có ai bảo là không đúng? 15. Trong niên hiệu Đồng Trị Quang Tự, Pháp sư Ngọc Phong, Hoàng Dương Tịnh Độ chẳng tiếc sức thừa, nhưng ngài thường hay nói những lời cố chấp ương bướng khiến cho người đọc phải đau lòng. Trước kia ông Tâm Bạch biên tập những câu nói trong Tịnh Tông, tức sách Tịnh Độ Lương Đạo, cũng có tuyển những lời của Pháp sư, Quang hoàn toàn gạt bỏ những câu ấy đi, vì sợ người ta cho Pháp sư Ngọc Phong là tay cự phách trong Tịnh Tông, thì di hại chẳng nhỏ. Trong Văn Sao, nơi đã thư tính phúc đáp cho vị cư sĩ X, người gửi thư dẫn lời của 4 vị linh phong, thành thời triệt ngộ Ngọc Phong, nhưng trong lời đáp tôi chẳng đề cao Ngọc Phong, mà cũng chẳng chê trách. Cũng là vì ý này, trong lúc mà pháp này muốn cực lực để sướng tịnh độ thì hãy nên tỏ rõ tường tận về sự lớn nhỏ khó dễ giữa Phật lực và tự lực, cũng như nêu rõ nguyên do thích hợp khắc ba căn gồm thâu lợi độn, võ hầu chẳng đến nỗi toàn khuyên người mà lại đâm ra làm cho người ta sanh hủy báng, tiền sinh cốc nhân chuyên căn cứ theo sự để hoàng dương, nhưng thường vướng khuyết điểm coi sự là lý, như giảng câu kinh vô lượng thọ lưu kinh lại 100 năm, là người ta thọ 100 tuổi, ấy là chỉ cho chúng sanh giới tận, kinh này mới diệt. Giảng như vậy tận hồ cao thâm, nhưng thật ra làm cho người khác bị lầm lạc, đấy gọi là sự lý rối loạn, chẳng những không thể phát khởi cái tâm Phật pháp khó gặp gỡ cho người ta, mà rất có thể còn dập tắt cái tâm dũng mãnh tinh tấn của người khác. Nếu muốn lợi người, thì có thể nói sách Di Đà yếu giải, mỗi một chữ là một hạt châu. 16. Gần đây cả nước như cuồng bàn luận chuyện ly kỳ, may là các cư sĩ ở Thượng Hải nhiệt tâm hộ pháp tái lập duy trì. Chuyện ở Pháp Vân tôi đã biết đại khái, nhưng do thời cuộc bức bách rốt cuộc chẳng biết kết quả ra sao. Hiện thời các cư sĩ Sa Môn bàn bạc chỉ định 14 người lên Ninh Ba thỉnh nguyện, do hội giáo dục đề nghị chú trọng phế bỏ tài sản của chùa miếu để mở trường học, sợ rằng mọi người đều muốn phát tài chẳng chịu thỏa hiệp thì Phật pháp toàn quốc sẽ hết, ắt sẽ bị tiêu diệt. Nếu pháp đạo chẳng đáng bị diệt ngay, ắt sẽ có Phật Bồ Tát hiển hiện oai linh lớn lao để có thể duy trì mạng mạch nhà Phật. Nếu không, đối với ngũ luân của Khổng Tử họ còn chịu hoàn toàn gạt bỏ, vốn chi là Phật giáo độ hoàn toàn không có thế lực, há có thể chống đỡ chẳng bị diệt vong ư? Xét đến vụ án phế bỏ tài sản của chùa miếu để mở trường học là do Thái Sảng Thu thuộc giới giáo dục huyện Đan Đồ, tỉnh Giang Tô đề nghị vào năm Dân Quốc 17-1928. Chuyện này đã do vì tăng chúng cư sĩ thỉnh nguyện nên bị thủ tiêu. Năm Dân Quốc 27-1938, người sao lục ghi chú. 118. Thư trả lời cư sĩ Chiến Đức Khắc, hai lá thư, năm Dân Quốc 26-1937. Một pháp danh của
19 người quy y được viết trong một tờ giấy khác. Khoản tiền gửi đến bất luận là tiền hương kính hay tiền quyết mộ để in sách đều dùng làm chi phí ấn tống cuốn ký lộ chỉ quy. Hiện thời đã sắp chữ xong, nếu bản sắp chữ cuối cùng gửi đến, phải đợi sửa lỗi xong rồi mới in ra sách. In trước 3 vạn cuốn để gửi cho những người có tín tâm xa gần. Lần này tính dùng hết hơn 230 đồng để gửi đến chỗ ông, hơn 230 đồng tiền sách cho mỗi người đóng góp ấn tống ấy, mỗi người bao nhiêu đó sách, còn dư thì tùy ý chia ra đem biếu. Chuyện cầu cơ, phần nhiều là linh quỷ giả mạo danh nghĩa tiền Phật. Nếu người hầu cơ vốn sẵn có học vấn thì lời giảng cơ văn chương rộng lớn, giải lê thê, nói đến đạo lý thế gian còn thông suốt, chứ nếu luận về Phật Pháp là điều chúng nó không biết, thì sẽ có chuyện luyện đàn vận khí là Phật Pháp, hoặc ăn trộm nghĩa lý kinh kim cang, nói nhằng nói cuội, không thể chỉ ra con đường liễu sanh tử cho con người được. Lại hoặc là biện đặt đồn thổi dùng những lời lẽ loạn xạ thất điên bát đảo, khiến cho kẻ vô tri tưởng là bí quyết, há chẳng đáng buồn quá sức ư. Đối với chuyện khuyên đơn quyên góp là những hành động tốt đẹp thì cầu cơ có ích, nhưng hỏi đến tu trì, nói đến Phật Pháp thì lại có hại. Vì linh quỷ phần nhiều chẳng thông hiểu Phật Pháp nên mù quáng bịa chuyện, hại loạn Phật Pháp, khiến chúng sanh bị lầm lạc nghi ngờ. Ông Tôn Thương ở Phụng Hóa tự là Ngọc Tiên, tuổi chừng 80, rất mê cầu cơ. 7 năm trước nói Ngọc Đế thái vị, quan đế là Ngọc Đế mới đã mở khoa thi, trạng nguyên là ông Châu Ích ở Kim Hoa, bảng nhãn là Dương Trường Phủ ở Vô Tích, thám hoa là ông Hứa Chỉ Tịnh ở Bành Trạch. Ông Tôn gửi thư cho họ Châu, họ Châu mừng lắm, tuổi đã cao 80 tuổi rồi vẫn tới Thượng Hải họp mặt. Ông Dương cũng rất tin cầu cơ, chẳng biết trả lời như thế nào, liền gửi thư cho ông Hứa Chỉ Tịnh. Ông Hứa chọn chẳng trả lời một chữ nào. Ông ta nhiều lần gửi những bài giáng cơ cho ông Hứa, nhưng ông Hứa chọn chẳng phúc đáp. Về sau không làm cách nào được, lại gửi thư nói: tôi đã nhiều lần gửi sách nhưng chọn chẳng trả lời, chắc là nghe lời pháp sư Ấn Quang không tin cầu cơ. Tôi từng hỏi lã tổ nói sát ở đáy biển, sao ông lại tin lời thầy ấy? Ông Hứa vẫn không trả lời thư. Sát ở đáy biển là vĩnh viễn chìm trong biển khổ, không có ngày ngoi lên được. Ông Tôn Đỗ tiến sĩ cũng là người ưa làm lành, trí kiến như thế đó chẳng thể dùng lý để khuyên dụ được. Thư gửi đến đâu cần phải đặc biệt dùng giấy vàng, chỉ chớ nên dùng giấy trắng ngần để khỏi bị lá mắt mà thôi. Này đem 2 danh sách người quy y và cúng tiền viết vào mặt sau lá thư gửi lại, mong rằng khi sách ký lộ chỉ quy gửi đến, hãy khéo chiếu theo số tiền, dựa theo ý muốn của từng người để chia ra gửi tặng. Hiện nay thời cuộc nguy hiểm, hãy nên dạy hết thảy mọi người để cùng niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm để dự phòng. Nếu chịu chí thành thưởng niệm, ắt sẽ được gia bị, dẫu đại kiếp khó tránh, mọi người đều chết sạch, người niệm Phật sẽ sanh về Tây Phương, hoặc nếu như tín nguyện chưa đến mức chân thành thiết tha, cũng phần nhiều sanh vào đường lành. Chớ nên nói chẳng thể tránh khỏi số kiếp, niệm chỉ uổng công thôi. Phải biết sự sướng hay khổ phải chịu trong đời này chính là do cái nhân thiện hay ác đã tạo trong đời trước chiêu cảm. Cái nhân đã gây trong đời này lại là cái nhân cho quả báo thiện hay ác sẽ phải hứng chịu trong đời sau. Lấy niệm Phật làm nhân thì sanh về Tây Phương, lấy giết trộm dâm làm nhân thì đọa trong tam đồ. Đấy chính là lý sự nhất định. Sách vật do như thử, loài vật còn như thế, đã sửa đổi theo thứ tự khác, sắp xếp thành một quyển. 14 tấm gương hiếu nghĩa của loài vật được xếp nối tiếp nhau, đỡ tốn giấy rất nhiều. Sửa thành bản chữ lớn tam hiệu tự, mỗi trang 12 hàng, mỗi hàng 32 chữ, sẽ in 3 vạn bản. Đợi đến khi in ra sẽ gửi đến bao nhiêu đó gói sách. Đây là do một đệ tử người huyện Vĩnh Xuân, tỉnh Phước Kiến, đang buôn bán tại Tân Gia Ba, gửi về 1.600 đồng. Phòng trường số tiền ấy đủ cho chi phí ấn tống nhưng không đủ, phải bù thêm chút ít, bao nhiêu đó tiền. Sách này không nói về kinh giết, nhưng thật ra là sách trọng yếu về kinh giết. Người có lòng lo cho người khác, thấy loài vật hiếu hữu, trung nghĩa, trinh liệt, từ ái, vân vân, ắt sẽ bị cảm động. Ai nấy chọn hết thiên chức của chính mình, lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, để mong sao chẳng bị loài vật xem thường. Loài vật còn như thế, há ta thua kém chúng, phải gắng sức sốt sắng, thực hiện ngõ hầu khỏi bị hổ thẹn. Đối với lý sâu trong Phật Pháp, ông Từ Bạch Phảng, tà tránh chẳng phân. Trong sách này chỉ chép những đức tốt hạnh, đẹp của loài vật, có ích lợi lớn lao cho đời. Quang có viết lời tựa, nếu chịu đọc kỹ sẽ không mong cầu mà tự nhiên học thánh học hiền, học Phật học tổ vậy. 2.
Thư hôm mùng 7 cho đến chiều ngày hôm qua là 16 mới nhận được, do ở nơi chiến tranh, giao thông bị gián đoạn mà ra. Pháp danh của 18 người xin quy y được viết riêng trong tờ giấy khác, mong hãy chia ra gửi đi. Hãy nên bảo bọn họ ai nấy giữ vẹn đơn thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, trở nên cầu phước báo nhân thiên, phàm phu có phước, ắt tạo sát nghiệp. Đã tạo sát nghiệp, có tránh khỏi sát báo, quả báo do giết hại. Huống chi kẻ có phước, chẳng phải chỉ tạo sát nghiệp ư, do vậy kẻ cầu phước chính là cầu họa cho cả mình lẫn người. Người học Phật không thể không biết nghĩa này. Ông Lý Đức Minh xin mọi người niệm Quán Âm, mỗi người niệm 10 vạn câu, phóng sanh 100 vạn sanh mạng để mong tiêu diệt sát kiếp. Đây cũng là công đức không gì lớn hơn, nhưng hãy nên thử niệm Quán Âm suốt đời. Phàm những người gia nhập hội ai nấy kiêng giết ăn chay thì mới là bị phát triệt đẻ. Nếu không, bữa nay bỏ tiền ra mua một số con vật đem thả, nhưng hàng ngày lại mua sanh vật về tự giết, hoặc là mua từ chỗ người ta giết đem bán thì vẫn là một bữa nóng, trăm bữa lạnh. Làm sao có thể tiêu trừ sát nghiệp đời trước đời này của mình lẫn người cho được? Phóng sanh là cách để đề xướng kiêng giết ăn chay. Nếu chẳng chú trọng kiêng giết ăn chay thì số được thả có hạn, số bị giết vô cùng. Ngày 28 tháng 6, Quang gửi thư cho các tờ báo tạp chí tại Thượng Hải. Cậy đăng quảng cáo khuyên khắp đồng bào toàn cầu cùng niệm thánh hiệu Quán Âm. Mỗi tờ đăng 10 ngày, bản sao quảng cáo ấy gửi kèm theo thư này. Do chiến sự ngăn trở, chẳng biết ông đã thấy trên báo rồi hay chưa, lại bảo Tào Hà Kính in 50 vạn tờ chuyển đơn rộng 7 tấc phát cho những cơ quan Phật học các tỉnh. Chiến sự đã nổ ra, cũng khó thực hiện được ngay. Bài văn ấy chẳng chỉ dùng riêng trong thời chiến, mà trong hết thảy mọi lúc đều dùng được. Ông nói đến chuyện nêu rõ sự bắt nguồn của chiến sự và đạo trọng yếu để tiêu diệt chiến sự, thì Châu An Sĩ nói: nhân nhân trì nhân quả, đại trì trì đạo giã, nhân nhân bất tri nhân quả, đạo loạn, đại loạn trì đạo giã. Người người biết nhân quả là đạo để đạt thái bình lớn lao, người người chẳng biết nhân quả là đường lối đại loạn vậy. Bởi lẽ biết nhân quả sẽ xử sự thuận theo thiên lý, ăn nói thuận theo lòng người, do đâu mà có chuyện chiến tranh cho được. Nếu khinh rẻ các thứ hàng hóa của nước nhà, quý trọng các món hàng nhập cảng, tiền tài của cả nước đều bị trở hết ra ngoại quốc, đấy chính là chẳng nói theo thiên lý, chẳng thuận theo lòng người rất lớn, khiến cho kẻ khác dùng tiền tài của chính ta chế tạo súng ống đánh ta. Do vậy biết rằng những kẻ ưa dùng hàng hóa ngoại quốc đều chẳng thể không gánh lấy cái tội phải người khác đến đánh ta. Từ nay trở đi, hãy thống thiết sửa đổi lỗi trước, học theo Cam Địa. Chẳng dùng hàng ngoại quốc thì tiền của ít bị thất thoát, đất nước giàu mạnh. Lời lẽ này tự hồ viển vông nhưng thật ra quan trọng tột bậc. Phải biết kẻ hiểu nhân quả khi khởi tâm làm việc, chỉ sợ mắc phải tội khiên, ta sẽ sốt sắng hành tám đức hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ. Suy xét cùng tổ tám việc, cách vật trí tri, tránh tâm thành ý, từ thần tẻ ra trị quốc bình thiên hạ, dẫu là trùng kiến cũng chẳng dám giết. Kẻ không biết nhân quả tự giết cha mẹ, còn tự khoe công cực lực để sướng chuyện biến con người thành loài thú, tính làm cho người trong cả thiên hạ chọn chẳng khác gì cầm thú, thì tâm họ mới yên vui sung sướng. Nhân quả chính là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ thoát chúng sanh. Nếu bỏ nhân quả thì thánh nhân Phật Bồ Tát cũng không bày ra cách nào khác được. Hiện nay đã lặn đến cùng cực, mong tưởng cứu vãn thì phải chuyên chú nơi sự giáo dục trong gia đình và nhân quả báo ứng. Lúc con cái mới vừa hiểu biết, mới bắt đầu học nói, liền đem những sự lý nhân quả báo ứng vân vân khéo léo khuyên dụ dần dần để un đúc, ngõ hầu chúng sẽ tin sâu nhân quả báo ứng, chẳng sai sót mảy may. Đấy chính là căn bản để đạt đến bình trị, dứt trừ tai nạn vậy. Đừng cho đó là chuyện viển vông, rồi coi thường thì may mắn lắm thay. 119 thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên. 4 lá thư năm Dân Quốc 25, 1936. Lúc ấy ông ta còn chưa mê tín chuyện cầu cơ, đọc 4 lá thư này sẽ biết trình độ Phật Pháp của ông Giang. Lão nhân, tức Tổ Ấn Quang đã khuyên lơn chỉ dạy như thế mà vẫn chẳng thể lãnh hội đôi phần, thì đủ thấy rõ ràng trình độ Phật học của ông Giang như thế nào rồi. Người sao lục ghi: một, những điều đã nói trong thư gửi đến thật là thiết yếu, nhưng điều cần phải chú ý từ đầu đến cuối là nhân quả luân hồi và giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất. Nếu lúc con cái vừa mới hiểu biết, mẹ liền đem nhân quả báo ứng và sự lý làm người già giáo huấn, khi lớn lên sẽ biết tốt xấu, chẳng bị ác đảng tà thuyết mê hoặc, sẽ trở thành hiền nhân thiện nhân,
Nếu lúc nhỏ mặc cho nó kiêu ngạo thành thói, lớn lên không tự chủ được sẽ ngả theo tà thuyết, muốn quay lại đường tránh thì trăm kẻ khó thể được một. Trong lúc hiện nay, nếu chẳng lấy nhân quả báo ứng làm thuốc chuyên trị để cứu nước cứu dân, dù có làm gì đi nữa, vẫn chẳng có hiệu quả lớn lao cho được. Do bọn họ chẳng chú trọng thực hành, chỉ là dùng lời nói suông bày vẽ cho xong chuyện, nhân quả chính là cách để trị cả gốc lẫn ngọn. Phàm phu sơ phát tâm như lai thành chánh giác, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ cuồng coi nhân quả là tiểu thừa rồi khinh miệt, tự tiện buông lung, làm ác chẳng kiêng dè và thân thớt nói suông những lời lẽ lớn lối. 2. Sách các sứ giảng diễn lược, tập sách ghi chép những bài diễn giảng tại các nơi, nghe nói đã yên rồi, quang bục lực quá yếu để vứt gửi đi, và trả lời hai lá thư này phải dùng cả kiến lão lẫn kiến lúc mới thấy được lở mở. Do vậy chẳng thể can dự vào việc giảng duyệt tập sách giảng lục được. Đối với danh vị xã trưởng Phật Quang xã của Trường Sư Tử, quang chỉ mang tiếng suông, chứ đối với việc giảng diễn đệ tử ghi lời bạt rất chẳng thể kham được. Bà Tiết Phụ họ Trương dùng Đại Tạng Kinh làm pháp bảo trấn môn để lợi sanh của Phật Quang xã. Công đức ấy khiến cho chính bà được tăng cao phẩm sen, cháu bà ta là Thận Tu liền được khỏi bệnh đờm. Này gửi cho Thận Tu và lệnh ái Hữu Trinh mỗi người một bao cho hương đại bi, cho này đã gia trì hơn 3 tháng rồi, mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân, phỏng tính đã chỉ tụng chú đại bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao cho này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần, pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng cho ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa khuấy lên, đợi cho chất cho lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cất tay nhắc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt, hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày ắt sẽ phát ra thành ghẻ thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho Thận Tu kiêng giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số cho còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật hoặc treo nơi cao giáo sạch sẽ, để phòng khi bất ngờ cần đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm, chớ nên khinh lờn. Chất cho đã đem dùng để hòa nước xong, hãy nên trộn với nước chát trên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước đại bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông, nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Hàng tôi tớ phần nhiều không biết tốt xấu, làm động trong nhà giàu có hay nhà người khác, chẳng biết quý tiếc gạo thóc vật dụng, đấy chính là chuyện hạo phước tổn họ, tổn thọ. Hàng ngày chẳng biết làm như vậy bao nhiêu lần. Gần đây nghe ông Tào Tung Kiểu nói, có một tiên nhân dựa vào thân người khác để chẩn bệnh. Một bà vú hút thuộc một nhà giàu có nọ, gần như bán thân bất toại, cũng đến xin xem bệnh. Bà ta chưa đến trước mặt tiên nhân đã nói, người khỏi đến, người phung phí cơm gạo thức ăn của chủ nhân quá nhiều, chẳng bao lâu nữa toàn thân sẽ điên cuồng tê liệt mà chết. Nên đem lời này kể với hai cô con gái Hữu Trinh và Chiêu Nga của ông, để họ biết mến tiếc đồ vật của chủ nhân, vun bồi phước thọ của chính mình, cũng như có thể đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Mấy hôm trước, ông Phí Phạm Cửu tới đây cho biết Hiếu Nhược và con gái ông ta là Sán Vũ chết hết sức thê thảm. Cư sĩ Dịch Viên khuyên nhà họ làm công đức siêu độ, do đấy bèn bỏ ra 400 đồng, đem 200 đồng giao cho Quang để in sách thí tặng dùng cho họ, 200 đồng nhờ Linh Nham Đà Phật Thất. Ngày khi ấy, liền bảo ông Trần Thự Đình thuộc Hoàng Hóa xã, hãy gửi thư cho Dịch Viên nói Quang đã dùng hết số tiền 200 đồng để gửi sách cho họ Giang ngõ hầu ông ta tùy cơ thí tặng, nên gửi loại sách nào nhiều, gửi loại nào gửi ít. Đợi khi Giang cư sĩ gửi thư đến sẽ gửi đi, dùng tiền tài của nhà họ Trương để làm lợi người làng họ Trương, vô cùng ổn thỏa, chẳng biết thư đã gửi tới hay chưa. Đến tối, Quang có ý lập cho Hiếu Nhược, Sán Vũ mỗi người một bài vị, hai người tổng cộng là 100 đồng, dùng 100 đồng để đả Phật Thất. Tính sáng hôm sau, khi ông Phí lên núi sẽ nói, sau bữa điểm tâm sáng hôm sau hỏi đến,
thì ông ta đã đi rồi, chẳng thể trở về trong một hai ngày được, chỉ đành để ông ta đi thôi.